Rồi, ok các bạn, mình sửa ha. Test 1, Part 1. Bên trái mình có 5 cái dòng thông tin. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Bên phải mình có những cái giải thích của nó từ A cho đến H. Ok. Rồi, nhiệm vụ mình là mình match lại với nhau. Những cái thông tin bên phải này các bạn sẽ gặp đầy ở ngoài đường á. Ví dụ như là cần người giúp việc, cho thuê nhà, hoặc là giảm giá bán quần áo, vân vân. Thì mình đọc, mình hiểu nó như thế nào. Vậy ở đây do lớp mình có những bạn mới nên thầy sẽ giải thích kỹ một tí. Các bạn nên đọc hết 5 cái thông tin ở bên trái, sau đó mình qua bên phải mình kiếm thì nhanh hơn. Còn nếu bạn làm cái cách là mình kiếm, mình đọc một câu bên trái, sau đó mình qua bên phải mình kiếm, mất thời gian lắm nha. Ok, number 1, đi cost less than usual. Những cái này thì nó rẻ hơn là bình thường. Cost là tốn chi phí ha. Như vậy những cái này nè thì nó được tính giá rẻ hơn là bình thường. This is a bad time to be ill. Đây là cái thời điểm tồi tệ để bị bệnh. Ok, be careful where you put this. Cẩn thận với cái nơi mà bạn đặt cái này. Number 4, you will need to take a heavy sweater or jacket with you. Bạn sẽ cần mang theo cái áo len mà dày ha, hoặc là cái áo len hoặc là cái áo jacket là áo vest nặng, tức là dày ha, with you. Number 5, you will not be able to wash yourself here for a few days. Bạn sẽ không thể rửa hoặc là tắm ở đây một vài ngày. Rồi, mình qua câu A, B, C, bắt đầu mình đọc từ từ. Trong đó câu H là người ta đã làm rồi ha các bạn. Câu A, keep this machine away from children. Giữ cái thuốc này nè, xa khỏi trẻ em. Thì rõ ràng hồi nãy nó tương đương với câu bên đây nè. Là câu số 3, be careful where you put this. Vậy mình đánh vô, đúng không? Ok. Rồi, câu B, check your holiday insurance now before you go away. Kiểm tra cái bảo hiểm, insurance là bảo hiểm, holiday là đi nghỉ. Vậy kiểm tra bảo hiểm mà đi nghỉ của bạn bây giờ, bảo hiểm nghỉ mát á, trước khi bạn đi. Go away, to be go, go away là đi nghỉ mát. Tức là trước khi đi nghỉ mát, kiểm tra lại bảo hiểm. Rồi nãy giờ mình đọc bên trái nó không có dính gì hết. Thì mình qua tiếp câu C. Sorry, no showers in the sports center this week. Xin lỗi nha, hoặc là rất là làm tiếc, không có cái vòi tắm vòi sen ở trung tâm thể thao tuần này. Vậy thì rõ ràng bạn không thể tắm ở đây rồi. Tương đương với câu 5 đúng không? Ok, vậy mình đánh vô câu 5 là C. Tiếp tục. Dr. Jerkin is on holiday until Friday. Bác sĩ Jerkin thì đi nghỉ cho đến thứ sáu. Vậy là tuần này là thứ sáu ông mới về. Như vậy, this is a bad time to be ill, tương đương với câu 2 đúng không? Rồi, very good. Tiếp tục câu E. Today, day trip to the mountains, wear something warm. Ok. Cái chuyến đi ban ngày mà đến núi á, đi lên những cái dãy núi, mặc hoặc là mang những một cái thứ gì đó mà nó warm, ấm áp. Thì mình nhìn vô nãy mình nhớ đi, có mang theo cái gì đây? Sweater nè, jacket mà heavy. Heavy là nặng, thì mình dịch nặng nó không ra, mà phải dịch là cái sweater và jacket mà heavy thì nó tương đương với lại warm ha. Ở đây bạn thấy rõ ràng một cái kỹ thuật, người ta sẽ dùng từ, người ta tập cho mình xài cái kỹ thuật từ đồng nghĩa, tức là paraphrase. Không bao giờ mà các bạn thấy cái từ mà họ xài chính xác ở bên đây và bên đây cả. Mà thông thường những cái gì mà bạn thấy chính xác như vậy thường là những câu sai ha, bởi vì nó sẽ sai một cái ý nào đó, nó dụ các bạn. Và người ta dùng bên đây là heavy, tương đương với bên đây là warm. Ok, câu F. Car wash $4. We make it look like new. Rồi, rửa xe chỉ có 4 pound thôi. Nãy các bạn pound chứ không phải dollar. Car wash $4. We make it look like new. Chúng tôi sẽ làm cho nó trông như mới. Ok, vậy câu F này có tương đương như nào không? Không. Câu G. On our winter holiday, 25% cheaper. Tất cả những cái kỳ nghỉ vào mùa đông của chúng tôi thì rẻ hơn 25%. Vậy thì tương đương với nãy câu số 1. These cost less than usual. Còn cái câu H cuối cùng ở dưới này người ta xài cho ví dụ rồi. Tuy nhiên mình dịch luôn. We buy and sell second hand clothes. Chúng tôi mua và bán cái quần áo mà đã qua sử dụng. Đầu tiên hết nha các bạn, nãy giờ thầy quên nhắc một bạn một điểm quan trọng là khi các bạn chọn câu nào thì các bạn làm ở Hồng Phước lấy cây viết mình quánh vô. Ví dụ cái này là của ví dụ nè. Rồi còn những cái để chi, cái cuối cùng á thì mình lựa cái giống như lựa chọn, đây là kỹ thuật.
đưa cho bạn 10 người mà kêu bạn lựa một người để làm partner của mình rất là khó. Nhưng mà khi mà đưa cho các bạn có 1-2 người thôi thì đương nhiên cái câu chuyện để chọn lựa nó rất là dễ dàng rồi, đúng không? Ok, thì khi mình chọn câu nào, nhớ đánh câu đó, hồi nãy thầy quên đánh dấu, thì bây giờ các bạn đánh dấu vô. Rồi, mình kiểm lại có phải tổng cộng mình xài 6 câu không? Tại vì mình là 5 câu, cộng với lại ví dụ 1 câu, thì nó là 6 câu. Đây, câu C, rồi câu D nữa, rồi đủ rồi. Ok, vậy xong ha, dễ không? Rồi, thầy đọc lại cho các bạn ha. Tại vì, rồi chút xíu cho các bạn đọc dịch. Number 1, D, cost less than usual. This is a bad time to be ill. Be careful where you put this. Number 4, you will need to take a heavy sweater or jacket with you. Number 5, you will not be able to wash yourself here for a few days. Okay.